Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, bức poster được đăng tải bởi leaker uy tín là iUniverse cho thấy là smartphone Meitu sắp ra mắt sẽ có camera lật giống như chiếc Asus Zenfone 6 hoặc là 6Z. Tuy nhiên thì thay vì là hai camera như là Zenfone 6 thì Meitu sẽ có tới tận 3 camera. Nhìn kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy rằng camera của chiếc smartphone đến từ Meitu sẽ có phiên bản live giữa Huawei Mate 20 Pro và chiếc Asus Zenfone 6. Trong khi đó thì mặt lưng của chiếc Meitu mới sẽ được hoàn thiện từ kính cùng khả năng đổi màu gradient rất là nữ tính nữa. Và hiện tại thì thông số của cụm 3 camera này thì vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên thì theo trang Gizmo China thì đây sẽ là ông vua camera selfie nếu như được DxOMark chấm điểm. Nhiều khả năng thì một trong số đó sẽ là camera 48 MP. Và trong một bài đăng mới nhất thì ông Linh Bin, chủ tịch của Xiaomi, cũng đã đề cập đến quan hệ giữa Xiaomi và Meitu. Ông cũng cho biết thêm là Meitu có thể sẽ là cái tên được hình thành khi mà ghép các hậu tố của hai thương hiệu này lại với nhau. Trước đó, một mẫu smartphone của Xiaomi là Mi CC9e đã được chứng nhận bởi Tena và cũng được cho là thiết bị hợp tác giữa Xiaomi và Meitu. Có vẻ như CC9e vẫn mang thương hiệu của Xiaomi và chỉ dùng công nghệ của Meitu để tăng chất lượng hình ảnh selfie mà thôi. Các bạn mến, bất chấp lệnh cấm đến từ Mỹ thì Huawei vẫn tiếp tục ra mắt những sản phẩm mới của mình và quá trình này thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Vào ngày 21 tháng 5, cùng với việc phát hành Huawei Nova 5 thì công ty cũng ra mắt thêm chipset thứ hai quy trình 7 nanomet của mình. Các nguồn tin cho biết là sản phẩm mới đó sẽ là Kirin 810. Đây sẽ là con chip 8 series đầu tiên của Huawei. Và gần đây thì Hegang, chủ tịch phụ trách mảng di động của Huawei, cũng cho biết là họ rất tự hào khi sắp trở thành thương hiệu điện thoại di động đầu tiên trên thế giới sở hữu hai chipset 7 nanomet. Và mới đây thì Huawei cũng đã tung ra một poster quảng cáo với cụm từ đó là chạm vào chìa khóa của tương lai. Và theo các thông tin gần đây thì bộ xử lý Kirin 810 có thể được coi là phiên bản nâng cấp của Kirin 710. Nó dựa trên quy trình 7 nanomet TSMC và cả GPU hay là CPU sẽ được nâng cấp, nhưng đặc biệt sẽ là NPU nữa. Và đối thủ của Kirin 810 sẽ là bộ vi xử lý 7 series của Qualcomm. Ngoài thương hiệu của Huawei thì các thiết bị Honor, tức là thương hiệu con của Huawei, cũng sẽ được trang bị con chip này, và sức mạnh của con chip mới cũng sẽ giúp thiết bị của Huawei cạnh tranh mạnh mẽ hơn trực tiếp với các thương hiệu như là Xiaomi, Oppo, Vivo cùng các đối thủ khác. Các bạn mến, leaker iUniverse đã chia sẻ những thông tin từ các kỹ sư Samsung đến từ Trung Quốc cho biết là Note 10 sẽ có camera lên tới 3 khẩu độ là F1.5, F1.8 và 2.4. Trong đó với F1.8 sẽ là mức khẩu độ mới xuất hiện. Trước đó với Galaxy S9 là thiết bị đầu tiên có khẩu độ kép, nhưng đến Note 10 thì đã một lần nữa nâng lên tầm cao mới hơn. Và tác dụng của việc làm này sẽ giúp cho người dùng tự cân chỉnh được lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời cũng quyết định được cái độ xóa phông nhiều hay ít tùy vào số lượng chủ thể muốn lấy nét. Cùng với hai khẩu độ là F1.5 và 2.4 thì trước đây Samsung đã cân bằng rất là linh hoạt ở chế độ tự động, dựa vào tùy ngữ cảnh chụp ảnh mà máy sẽ đưa ra những quyết định sử dụng khẩu độ lớn là F1.5 hay là khẩu độ nhỏ hơn là F2.4. Có thể thấy với khẩu độ F1.8 thì chúng ta có thể thêm một cái bậc điều chỉnh hợp lý hơn. Ngoài nâng cấp khẩu độ thì Note 10 còn đi đầu trong việc trang bị hai cảm biến TOF chia đều cho camera sau và cả camera trước nữa. Cải tiến này sẽ hỗ trợ chụp ảnh xóa phông tốt hơn cảm biến ảnh đo khoảng cách thông thường. Hiện tại thì chỉ có LG G8 mới có cảm biến TOF ở camera selfie nhưng lại không có trên camera chính. Vì vậy mà có thể hy vọng rằng với Galaxy Note 10 nó sẽ phá vỡ các kỷ lục hiện đang có trên thị trường hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy đặt nhiều về dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.